Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Mở đầu chương trình là phần bản tin với những nội dung: các bệnh lý tai mũi họng gia tăng, bệnh viện đa khoa nhiều bệnh nhân mắc cúm A nhập viện điều trị do bụi nhiễm, trẻ hóa ung thư đại trực tràng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hỗ trợ xây dựng mô hình điểm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong mục thầy thuốc với người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh loạn thần do rượu. Mục cẩm nang y học là những cây thuốc chữa bong gân dễ tìm. Cuối chương trình là câu chuyện y tế, những điểm nhấn của y tế Hưng Yên năm 2019. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần bản tin. Thưa quý vị và các bạn, tuy đã qua thời điểm giao mùa, dễ xảy ra bệnh, nhưng hiện nay các bệnh lý về tai mũi họng vẫn có xu hướng gia tăng. Những ngày gần đây, tại khoa liên khoa tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, mỗi ngày có khoảng 150 bệnh nhân đến thăm khám với các triệu chứng của bệnh lý tai mũi họng, trong đó có khoảng một nửa là bệnh viêm mũi xoang. Bệnh nhân bị tai mũi họng và hô hấp trên điều trị nội trú khoảng 50 bệnh nhân. Theo các bác sĩ, viêm mũi xoang có thể gây biến chứng vào ổ mắt, vào não. Điều trị bệnh lý mũi xoang không đơn giản, người bệnh cần kiên trì. Vì thế, ngay khi có triệu chứng của bệnh, cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám, chẩn đoán và chỉ định phương pháp điều trị đúng cách. Chỉ tính từ đầu tháng 12 tới nay, tỷ lệ bệnh nhân mắc cúm A phải nhập viện điều trị tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên tăng 50% so với những tháng trước đó và đa phần những trường hợp này đều bị bụi nhiễm. Cụ thể, hiện khoa đang điều trị cho gần 50 bệnh nhân thì số ca mắc cúm chiếm tới 20 người, bao gồm cả người lớn và trẻ nhỏ. Những bệnh nhân này đều nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho nhiều, sổ mũi, đau mỏi người và khi xét nghiệm cúm A đều có kết quả dương tính. Cũng theo các bác sĩ điều trị tại khoa, những trường hợp này hầu hết đều bị bội nhiễm cúm kèm theo viêm phổi, viêm phế quản, thường phải nằm điều trị khoảng 5 đến 7 ngày tùy theo tình trạng bệnh. Hiện đang là đợt cao điểm bùng phát dịch cúm A, vì vậy người dân cần có biện pháp phòng bệnh chủ động bằng cách tiêm vaccine cúm, nhất là đối với trẻ nhỏ, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt là trong không gian sống của mỗi gia đình, đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa mũi, súc miệng bằng các dung dịch như nước muối sinh lý, tránh tụ tập những nơi đông người và khi có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe nên đến cơ sở y tế để thăm khám. Bệnh ung thư đại trực tràng vốn được coi là bệnh của người già, tuy nhiên hiện nay bệnh đang có xu hướng trẻ hóa, vì vậy người trẻ không nên chủ quan với bệnh này. Theo ghi nhận tại khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, những năm gần đây tiếp nhận một số bệnh nhân mắc ung thư đại trực tràng khi mới ngoài 30 tuổi. Bệnh này trước đây chỉ gặp ở những người từ 50 tuổi trở lên. Đáng chú ý là đa phần bệnh nhân được phát hiện ra bệnh đều ở giai đoạn muộn do biểu hiện ban đầu khá giống với những bệnh thông thường khác, nên người bệnh dễ bỏ qua không đi khám sớm. Các bác sĩ khuyến cáo những người thường bị táo bón, đại tiện ra máu, có polyp đại trực tràng, gia đình có người bị ung thư đại trực tràng cần đi nội soi đại trực tràng định kỳ 2-3 năm một lần để tầm soát, phát hiện sớm bệnh, tăng cơ hội chữa trị. Để tạo ra các mô hình mẫu về an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở khác đến tham quan học hỏi, thì việc hỗ trợ những cơ sở đủ tiêu chí là một trong những yếu tố quan trọng để nhân rộng mô hình này. Từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019, đã có 30 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể trên địa bàn toàn tỉnh đã được lựa chọn xây dựng mô hình điểm an toàn thực phẩm. Các mô hình này cho đến nay đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, yêu cầu để được chứng nhận là mô hình điểm an toàn thực phẩm. Tại công ty cổ phần thực phẩm Nippon Ham, một trong những cơ sở được lựa chọn thực hiện mô hình điểm năm 2019. Việc bếp ăn của công ty được lựa chọn làm mô hình điểm về an toàn thực phẩm, được hướng dẫn về mặt pháp lý, thực hành và tham gia các lớp tập huấn đã mang lại nhiều động lực cho sự phát triển của công ty. Trong năm vừa qua, nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên như Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Hưng Yên, bếp ăn công ty chúng tôi được công nhận là mô hình điểm về an toàn thực phẩm của tỉnh Hưng Yên. Vì điều đó, chúng tôi luôn nỗ lực duy trì mô hình điểm về an toàn thực phẩm để cung ứng sản phẩm, suất ăn giàu chất dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Thay mặt công ty, chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả các khách hàng đã và đang ủng hộ cho công ty cổ phần thực phẩm Nippon Ham Việt Nam.
Nhận thức được tầm quan trọng cũng như tác dụng cần nhân rộng của mô hình này, Chi cục An toàn thực phẩm Hưng Yên đã có những kế hoạch để duy trì và phát huy mô hình này. Trong thời gian tới đây thì hàng năm chúng tôi cũng sẽ có kế hoạch để xây dựng tiếp một số mô hình điểm. Ngoài các mô hình điểm bếp ăn tập thể của các doanh nghiệp thì trên địa bàn tỉnh thì chúng tôi cũng sẽ mở rộng ra các bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn tỉnh. Trong đó hiện tại thì cái khối của các trường mầm non trên địa bàn tỉnh của ngành giáo dục cũng đang vẫn là một cái vấn đề rất là bức thiết. Chúng tôi cũng sẽ tiến tới xây dựng các cái bếp ăn tập thể của trường mầm non để làm sao cho cái việc mà chăm sóc sức khỏe của ngành giáo dục nó sẽ ngày càng tốt hơn. Như chúng ta đã biết, rượu bia gây rất nhiều tác hại tới sức khỏe. Sử dụng rượu lâu dài có thể gây teo não, thoái hóa tiểu não, động kinh, viêm gan, xơ gan, bệnh cơ tim, viêm loét dạ dày, viêm tụy. Người bị nghiện rượu mãn tính thường có biểu hiện lệ thuộc và lạm dụng rượu, từ đó gây tác động xấu lên hệ thần kinh, dẫn đến tình trạng loạn thần do rượu. Và để hiểu rõ hơn về căn bệnh này, mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Văn Đức, trưởng khoa cai nghiện tự nguyện và phục hồi chức năng, Bệnh viện Tâm Thần Kinh Hưng Yên. Xin chào bác sĩ ạ, rất vui được gặp bác sĩ trong cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết bệnh loạn thần do rượu là gì ạ? Rối loạn tâm thần và hành vi do rượu được xác định bởi loạn thần xuất hiện và phát triển do hậu quả của tác dụng trực tiếp của rượu lên não. Loạn thần phát triển chủ yếu là do nhiễm độc rượu và lâu dài gây tổn thương đến các cơ quan nội tạng và rối loạn các chuyển hóa trong cơ thể. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết khi bệnh nhân bị loạn thần do rượu thường có những biểu hiện hay là triệu chứng như thế nào? Khi bị loạn thần do rượu thì cái biểu hiện của các triệu chứng nó bao gồm là mất ngủ và bệnh nhân nói linh tinh, có hoang tưởng ghen tuông và hoang tưởng bị hại, và đặc biệt là rối loạn tri giác, có những cái ảo xúc giác, ví dụ như nhìn thấy ma vào nhà, nhìn thấy chộp bắt côn trùng bò trên da. Đấy, những cái biểu hiện này là rất sinh động, thường xuất hiện vào buổi tối và sau đó thì có những triệu chứng kèm theo như rối loạn thần kinh thực vật, bao gồm như là vã mồ hôi, chân tay run, mạch nhanh, huyết áp dao động và tăng thân nhiệt. Những bệnh nhân rối loạn tâm thần và hành vi do rượu thì thường bệnh nhân có những cái biểu hiện đặc biệt, ăn uống về dinh dưỡng, ăn uống rất là thất thường, dinh dưỡng là kém. Đấy, bệnh nhân suy kiệt, đấy, người gầy yếu, đấy, do cái tác hại của rượu, đấy, đặc biệt là các cái ngoài rối loạn tâm thần và rượu ra thì tác hại vào những cơ quan như tác hại dạ dày, gan, đấy, các cơ quan đó thì nó gây rối loạn chuyển hóa nên bệnh nhân gây cái suy kiệt cơ thể. Vậy bác sĩ có thể cho biết phương pháp điều trị bệnh loạn thần do rượu là gì ạ? Khi bệnh nhân bị rối loạn tâm thần và hành vi do rượu có những cái biểu hiện các triệu chứng như trên, đấy, một trong những triệu chứng như trên thì khuyến cáo là đưa bệnh nhân đến bệnh viện chuyên khoa để điều trị. Phác đồ điều trị của bệnh rối loạn tâm thần và hành vi do rượu bao gồm là thuốc chống loạn thần, vitamin nhóm B liều cao, bù nước và điện giải, thuốc bổ gan và thuốc bổ não. Cuối cùng, bác sĩ có thể đưa ra những lời khuyên cũng như khuyến cáo gì đối với vấn đề sử dụng rượu bia? Rượu là chất tác động tâm thần, gây tổn hại đến phần lớn hệ thống cơ quan trong cơ thể. Thói quen sử dụng rượu là vấn đề xã hội. Với mọi quốc gia, tác động của rượu đến tình trạng cơ thể là rất ghê gớm. Bởi vậy, lời khuyên của bác sĩ, người dân không nên sử dụng rượu bia. Xin khuyến cáo đối với những người bị rối loạn tâm thần và hành vi do rượu, sau khi điều trị khỏi tại bệnh viện trở về cộng đồng nên thay đổi thói quen sinh hoạt một cách lành mạnh và khoa học, có chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý kết hợp với thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, đặc biệt là nên tránh xa rượu bia. Xin cảm ơn bác sĩ với cuộc trao đổi rất hữu ích này ạ. Thưa quý vị và các bạn, bong gân là tai nạn dễ xảy ra trong cuộc sống hiện đại. Hàng ngày, bạn chơi thể thao, té ngã, trẹo khớp đều có thể dẫn đến tình trạng này.
Trong chương trình hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Đường, Phó Giám đốc Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Hưng Yên sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn cách sử dụng một số cây thuốc dễ kiếm có thể điều trị tình trạng bong gân hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, bong gân là một cái chấn thương rất thường gặp trong đời sống hàng ngày. Bong gân có thể là có các cái mức độ nặng nhẹ khác nhau tùy theo cái chấn thương. Bong gân là tình trạng khi có những cái va đập mạnh gây nên các cái tổn thương tại các khớp, gây nên các hiện tượng như là sung huyết, giãn dây chằng, bong các cái đầu dây chằng gân ở tại các khớp, không có hiện tượng chật khớp và gãy xương. Tùy theo các cái mức độ nặng nhẹ của bong gân, người ta có cái cách xử trí khác nhau. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị các bạn một cái bài thuốc điển hình để điều trị cái chứng mà chúng ta rất hay gặp trong đời sống hàng ngày, đấy là chứng bong gân. Như chúng ta đã biết là cái cây ngải xíu là một cái cây là thuốc rất là thông dụng trong nhân dân và thường làm thức ăn, thức uống hàng ngày. Cái tác dụng chủ yếu của cái cây ngải xíu này là tác dụng bổ huyết và hoạt huyết. Cái cây thứ hai là một cái cây lá láng. Thì thực ra cái lá láng này là dùng trong đời sống hàng ngày, chúng ta cũng thấy là cây có tác dụng là làm sao. Cái lá láng cũng có tác dụng hoạt huyết tiêu viêm. Bong gân thì chúng ta phải lấy một cái nấm lá láng này, chúng ta giã ra và chúng ta dùng cái gạc, chúng ta bọc lại và đắp tại vết thương. Thì chúng ta có thể sử dụng cái lá này trong thay hàng ngày hoặc là một hai ngày có thay một lần. Trong cái quá trình phối hợp thì chúng ta có thể phối hợp cái lá láng này với cái hầu dầu tía, cây xạ can. Cây hầu dầu tía này thì ngoài cái việc mà có cái tính chất hoạt huyết, còn có cái tính chất nhuận tràng, rồi thì khử độc, có thể điều trị một cái số cái chứng bệnh mà run sán. Các cái vị thuốc nam nói trên thì thường là đều có cái tính hoạt huyết, tiêu viêm, giảm đau, có tác dụng rất tốt trong cái điều trị bong gân. Để tăng cái tác dụng điều trị của các vị thuốc thì chúng ta có thể phối hợp các cái vị thuốc với nhau. Điển hình chúng ta có thể phối hợp 4 cái vị thuốc sau. Một là chúng ta dùng một nắm cái cây lá láng, hai là một nắm lá cây ngải xíu, và thứ ba là chúng ta dùng một nắm lá của cây thầu dầu tía, và thứ tư là chúng ta có thể kiếm thêm một cái nắm lá cây cúc trần. 4 cái vị này chúng ta phối hợp với nhau, chúng ta rửa sạch, giã nát, bọc gạc, sau đấy bọc lên vết thương thì cái hiệu quả điều trị sẽ tốt hơn. Mà chúng ta dùng cắp như vậy thì chúng ta có thể là thay thuốc ngày một lần hoặc hai ngày một lần. Và cái điều quan trọng nhất thì là chúng ta vẫn phải là cố định vết thương, và nếu mà một số cái trường hợp nặng, cái bong gân nặng ấy, thì có thể nó gây nên các cái tình trạng đứt hoặc là bong hẳn cái đầu gân dây chằng ra khỏi cái vị trí của khớp, thì chúng ta cũng cần phải đi khám các bác sĩ chuyên khoa để có thể là điều trị. Năm 2019 là năm ngành y tế Hưng Yên có nhiều đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thông qua việc tổ chức lại bộ máy, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của đội ngũ y bác sĩ, người dân được tiếp cận với nhiều dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao. Thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đến nay ngành y tế Hưng Yên đã thu gọn giảm 30 đầu mối đơn vị. Sau tinh giảm, các đơn vị đều nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động hiệu quả. Sau một năm triển khai cái hoạt động của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thì chúng tôi thấy nó có nhiều cái điều kiện thuận lợi, việc coi như là chỉ đạo tập trung thì nó có trọng tâm, trọng điểm và có hoạt động nó có hiệu quả.
Còn đối với các cái khoa phòng thì tập trung cho các cái hoạt động chuyên môn. Thì đối với cả khối của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thì được tham mưu và thực hiện các cái hoạt động như là các cái phòng chống bệnh không lây nhiễm, phòng chống bệnh truyền nhiễm và hướng dẫn việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cũng như là điều trị dự phòng cho người dân. Nó cũng đã giúp cho cái hoạt động của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật là nó thuận lợi hơn so với trước khi là còn ở 3 đơn vị. Đồng thời với đó, ngành y tế đã tiếp nhận hơn 500 cán bộ y tế học đường và ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh. Hiện Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Bệnh viện Sản Nhi đã tự chủ tài chính. Các bệnh viện tuyến huyện đã tự chủ được một phần tài chính. Trong năm, ngành y tế luôn duy trì tốt các hoạt động khám, chữa bệnh, tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật tại bệnh viện và trung tâm y tế tuyến huyện, thành phố, thị xã. Số bàn khám bệnh tại phòng khám tăng, giảm thời gian chờ đợi kết quả của bệnh nhân. Phát huy có hiệu quả từ các dự án bệnh viện vệ tinh do các bệnh viện đầu ngành tuyến trung ương giúp đỡ, đề án 1816, dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng. Từ đó, các cơ sở khám chữa bệnh công lập đã đổi mới phong cách phục vụ, quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ, bác sĩ, nhất là chuyên khoa sâu, kỹ thuật mới, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh cũng được đầu tư hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, tỷ lệ bệnh nhân chuyển lên tuyến trên giảm mạnh. Về lĩnh vực hỗ trợ sinh sản thì chúng tôi cũng tổ chức thực hiện, rồi là các cái hỗ trợ bơm tinh trùng vào buồng tử cung thì cũng khoảng gần 500 ca. Đấy, và cũng gần 200 bà mẹ có thai. Tháng 10 năm 2019 thì chúng tôi triển khai cái kỹ thuật mới trong hỗ trợ sinh sản, đó là thụ tinh trong ống nghiệm. Quá trình làm triển khai thì cũng được tỉnh ủy, ngành y tế Hưng Yên tạo điều kiện, đặc biệt là Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia. Trong đó cụ thể cái kết quả đạt được đó là có 14 ca thì chúng tôi chuyển phôi vào trong buồng tử cung. Bây giờ thì có kết quả có 4 ca đã có thai, còn 10 ca thì đang theo dõi. Và có 11 ca thì chúng tôi lưu phôi đông lạnh để chờ thời gian hợp lý để chuyển vào cho các sản phụ. Hệ thống y tế từ các trung tâm tuyến huyện, thành phố, thị xã cho tới các bệnh viện tuyến tỉnh được hoàn chỉnh, hàng triệu lượt bệnh nhân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn tại tuyến cơ sở, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến tỉnh cũng như giảm chi phí điều trị cho người bệnh. Trong năm 2020, ngành y tế Hưng Yên của chúng tôi tiếp tục phát triển nâng cao chất lượng khám và điều trị, tập trung vào một số chuyên khoa sâu và kỹ thuật mới hiện đại để đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng khám bệnh ngày càng cao của nhân dân. Thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tập trung cho công tác dự phòng, tiêm chủng mở rộng và an toàn thực phẩm để làm sao mà người dân sẽ hạn chế được tối đa những cái nguy cơ mắc bệnh cũng như tử vong do dịch. Và cuối cùng là chúng tôi tiếp tục đổi mới phong cách thái độ phục vụ người bệnh để hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Trong năm 2019 thì chúng tôi đã có một số các cái cơ sở khám chữa bệnh đã ghi cái khẩu hiệu là không nhận quà của bệnh nhân dưới bất cứ hình thức nào. Thì cũng mong muốn rằng trong năm 2020 của chúng tôi, 100 các cơ sở khám chữa bệnh sẽ có cái khẩu hiệu này. Việc đổi mới ngành y tế đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho người dân được thụ hưởng các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao tại chỗ, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thành quả từ sự đầu tư đúng hướng có trọng tâm hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc để đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên ngành y tế cống hiến sức mình với phương châm vì nhân dân phục vụ, xem bệnh nhân như người nhà, đón tiếp bệnh nhân như đón người thân. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Sức khỏe đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.